nước mắt không rơi đừng nói sợ đôi ấp. Vậy không ta hát gì đi. Trời ơi, nó nhức đầu quá kìa, nó hát được kìa. Bà ơi, thằng nhỏ trời hiểu rồi, ghê quá. Bây giờ tôi phải làm sao? Nguyễn Đức Mẫn. Dạ. Tập trung tháo tạ. Nguyễn Đức Minh phụ Nguyễn Đức Mẫn tháo tạ. Tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Là cái gì? Nó mới ị thêm một bãi nữa rồi. Trời ơi, đem lẹ vô. Ông, vậy đi vô ngồi ngủ. Ủa? Ừ? Ông à, bò đâu? Ngủ à, này ngủ ngon. Không khóc, không ị gì cả. Ừ, ông đang ẩm cái gối ôm nè, của bò đâu? Bậy bậy. Ủa, cái đầu ở đâu rồi? Trời ơi. Của bò đâu? Ủa, của bò đâu? GetJob tải app nhận việc đi làm ngay. Xem thêm tại getjob.vn. Trời ơi, nó khóc kiểu này làm sao chịu nổi. Bây giờ tất cả tập trung là làm sao cho nó ngưng khóc giùm tôi quái. Dạ. Để con có khiếu hài hước mà. Phải không, làm thử. Bo ơi. Vậy chứ. Bo ơi, Bo. Giết đầu. Lau mắt đi con, lệ ướt vai rồi còn gì nữa đâu. Con còn sống rồi mà con. Mình cứ vui vẻ hài hước đi. Trời ơi, không thể mà xóa nhà hết những ký ức đau buồn của trong con đâu. Thôi. Trời đất ơi, ở đâu mà ra mà là nó con nít, nó chưa biết gì mà là nước mắt không rơi đừng nói sợ đôi ấp. Vậy không ta hát gì đi. Trời ơi, nó nhức đầu quá kìa, nó hát được kìa. Trời ơi, đứa nào. Ba đi, ba lớn nhất trong nhà, ba có kinh nghiệm với con. Ba còn hay nó khóc hơn á, ba làm gì nó sợ đó ba ơi. Đầu quá đi, làm sao con hai đứa bay. Giỏi mấy cái chuyện này lắm mày làm. Để con hiểu tâm lý nó đêm. Phải không? Nổ liệt, nhức đầu quá. Cô Bo à, anh hiểu tâm lý của em lúc này, em đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng mà xa mẹ từ khi còn nhỏ như vậy không phải là một điều dễ dàng đúng không? Nhưng mà lúc này hơn lúc nào hết, em cần phải bình tĩnh cô Bo à. Em đừng có khóc nữa cô Bo. Trời, nó khóc dữ hơn nữa chứ. Mày hay quá, mày hay quá. Mày nói người ta còn muốn khóc nữa nè. Trời ơi, tâm lý chiến. Con lẹ lên, năm này được à. Gì vậy? Mày khùng á, tự nhiên giờ này mày còn selfie nữa mày. Gì? Giùm em. Cô Bo, are you ready? Im liền ta. Hay con mà. Hay vậy ta. Thì gan của Bo thích múa lửa. Hay nha. Cái gì con? Nó ngưng rồi, khỏe rồi. Em con. Gì? Cái lỡ thiệt rồi. Trời nó ị luôn chứ gì sao rồi. Nãy giờ nó khóc quá trời. Nó khóc nữa kìa, làm sao dỡ nó đi. Bà bông đi, bà lỡ bông thôi. Bà giọng đi. Trời ơi, giờ lo nó khóc quá trời, nhức đầu quá. Vừa ị, vừa hôi, vừa khóc nữa. Tụi mày làm gì làm? Cái gì vậy ba? Tao biết mà ba. Sao mà thằng nhỏ nó khóc dữ vậy trời. Không biết nó có bị cái gì nữa hay đâu. Bà ơi thằng nhỏ trời ị rồi, ghê quá. Bây giờ tôi phải làm sao? Trời ơi, nó ị mà la làng la sớm à. Nó ị thì thấy nước ấm rửa sạch sẽ cho nó. Sao rồi thay tả cho nó rồi, có gì đâu mà họ vậy mà cũng hỏi. Lấy nước ấm thay tả. Bây giờ đau quá. Một hòa dọc xe bàn. Thắng. Bà đã tìm ra một phương pháp giải quyết cái chuyện này ổn thỏa. Có nghĩa rằng mình tháo tả ra, mình đưa vô phòng tắm sau khi mình đã làm cho nước ấm lên, rửa sạch là xong. Quá đơn giản. Phải làm khẩn cấp, khẩn trương. Bị gì sao? Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng môi trường xung quanh, làm chúng ta viêm phổi, viêm họng, viêm hạn và viêm nhiều thứ nữa. Do đó phải thật là khẩn trương và tập trung. Nguyễn Đức Mẫn. Tập trung tháo tạ. Sao lại là con? Tại vì nãy cô Bo thích em nhất. Nãy em nhảy cô Bo cười đó. Thôi được rồi, Nguyễn Đức Minh phụ Nguyễn Đức Mẫn tháo tạ. Hồi nãy con kể chuyện cô Bo đâu có cười. Ai biểu nhiều chuyện? Phụ em. Làm đi, không được quyền cãi lệnh chỉ huy trưởng. Dạ. Làm lẽ. Đừng la, đừng la hét. Nó la đã lớn rồi, mày là còn la bè vô nữa. Ăn cái gì ghê quá ba ơi. Cái gì của con nít mà không sao. Rồi, mà. Đó. Rồi. Xong chưa Mẫn? Con nó hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy thôi, con cũng xong luôn nha, ông nội. Ê, cái gì vậy? Muốn chết hả? Anh giỡn mặt hả? Ôi, vậy thì dám chơi bóng chuyện vậy. Ông nội ơi, con xin lỗi ông nội. Ê, trời ơi, hai con trai mất dạy. Mày nghĩ sao vậy? Phận làm con mà mày nghĩ ba cái đồ thôi thúi này mà quăng tao hả? Trời ơi, trời ơi, quần. Mày sao dám quăng vô người ba? Chứ giờ sao giờ? Ghê quá. Thôi, bây giờ nhanh chóng Nguyễn Đức Hạn. Dạ. Đứng im lên. Tấm lên. Dìu dắt nhau, hàng một, tiến vào nhà tắm. Vậy ba cầm cái này giùm con đi. Ôi trời, sao ngu quá cầm gì. Thôi nha, chuẩn bị nè. Này lên đây nha con. 2 3
Nhanh lên. Nhẹ nhàng nha. Nhẹ nhàng nha, con dậy một. Ba ơi. Hả sao? Tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Là cái gì? Nó mới ị thêm một bãi nữa rồi. Trời ơi, đem lẹ vô. Bên này không có tả, cái tay con nóng luôn rồi nè ba ơi. Đem quá lẹ vô. Trời ơi. Chị con thấy cái răng thăng nó rung lên luôn đó. À, bây giờ ông cháu mình xem TV, mình làm hết bình sữa này, mình ngủ ha con ha. Giỏi nha. Làm lon bia cho nó mát mát con. Trời đất ơi, sao mới thấy con ăn nữa, giờ con ăn nữa vậy con? Ăn nữa đâu trời. Chó. 7 giờ là người ta ăn tối, 9 giờ là ăn giữa tối, 12 giờ là con ăn khuya. Con dặm có miếng khô mực không? Ăn gì quá trời, ăn với cái hạm vậy đó. Chắc ba rau bán nhà luôn quá. Có không mấy con khô mực, hai con bia bán nhà rồi ba. Sao cô Bo, trời ơi giờ này chưa ngủ nữa hả? Ừ, đang bú sữa nè. Con nít mà phải ru nó mới ngủ chứ. Yeah. Ừ. Bà, sao bà hết đau bụng rồi hả? Cái bụng đang ê thì ông nhắc cái đau lại. Ui da. Trời sao đau mà đau bụng mà minh họa quá vậy. Ừ. Đưa tay đi tôi bắt mạch cho. Hô bắt cái gì, không có sao đâu, tại tiết nồi chè nó gần thiêu, ăn cho hết. Sợ bỏ mứa tội cho nên mới bị vậy đó. Trời đất ơi, chè gần thiêu mà bà vẫn dám ăn là bà quá trời quá đất. Hai mẹ con bà dễ sợ quá à. Không đau bụng cũng uổng. Thấy không, chăm con nít khổ ghê. Thiệt không ai gì, con dâu nhà này đẻ con ra rồi không nuôi gì chứ, để cho cha chồng nuôi vậy thiệt tình luôn á. Có đi đâu lại, cũng tại mình và tại bà. Tôi sao? Bà tối ngày cái thương con trai không nó mới ra nông nổi. Ôi vậy dạ. Rồi là diễn sức nữa nè. Trời ơi đau quá. Giả bộ chắc luôn. Ôi da, ôi trời ơi đau quá. Trời ơi. Trời ơi đau quá. Ây da, đau bụng quá. Ây da. Nè, ngồi đây đợi nghe chưa. Tôi vô tôi ẩm của Bo ra. Nhanh nhanh nha. Biết rồi. Đến con. Không có gì được con. Trời ơi. Đến đi con. Gió đưa bụi chuối sao hè. Đến rửa về hơi ngủ đi con. Ngủ ráng ngủ chút đâu ngủ con. Không có gì đâu. Anh ơi vợ bé bỏ về không được không? Ba mệt rồi đi ngủ đi để con coi cho. Không cần đâu, ba đợi chút nữa cho cô Bo ngủ say rồi ba ẩm nó vô phòng ngủ luôn. Tao rồi coi, tiếng kêu quen thuộc, thằng Hạnh đánh giấm đi. Úi da, cả ngày vậy hết rồi. Đi xì lỗ một hay sao mà sao không xuống nó ra vậy ta? Không được rồi. Sao ba chưa ngủ nữa ba? Làm hết hai phát vừa là bơm nổ rồi ai ngủ cho được. Trời ơi, làm như ba chưa từng nghe cái mùi đó hay sao? Mà cũng hơi nặng mùi thiệt. Ngủ sớm đi ba. Thưa ba con đi nha ba. Chờ ba nữa. Cúi xuống là nó bị gì kỳ ghê luôn. Giờ đây con làm gì ở đây? Chú làm gì đây? Chú có công chuyện. Con cũng có công chuyện. Không, chết, trễ rồi. Con đi nha. Nè, chú không biết con làm chuyện gì, nhưng nhớ không được để phát hiện nghe chưa? Chú cũng vậy đó. Chúc chú thành công. Thank you.
hai ông cháu ngủ hết rồi đó hả? Ông vậy đi vô ngồi ngủ. Ủa ông à, bo đâu ngủ bo. Này ngủ ngon không khóc không ị gì cả. Ừ ông đang ẩm cái gối ôm nè, của bo đâu vậy? Vậy ủa cái đầu ở đâu rồi? Cho nó của bo đâu? Ủa của bo đâu? Ông ẩm nó xuống mà. Ông nói cái gì vậy? Cái gì kỳ vậy? Của bo đâu? Ờ của bo đâu? Hạnh, Hạnh ơi. Cái gì mà không, con có ẩm của bo cho phòng không? Nãy con nói với ba con lên phòng ẩm của bo làm chi? Mà của bo đâu rồi? Trời ơi, ai biết đâu, hai cha con mà giữ nó bây giờ hỏi là sao? Của bo đâu rồi? Trời ơi, của bo ơi. Đâu bà? Của bo đâu rồi? Trời ơi, Minh Bảo ơi. Dậy dậy kiếm em con ơi. Trời lẹ đi, ba ra là thấy được là chết. Mẹ thương mà, mẹ thương. Mẹ nhớ con lắm đó, ngoan nha, một chút nữa thôi. Ôi trời, 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 giáp bắt tao nổi tao. Mày chết, mày chết mày. Mày làm cái gì vậy? Chạy bắt tay, chạy bắt tay, chạy bắt tay, chạy bắt tay, chạy bắt tay. Ủa, ai giống thằng Mẫn quá vậy nội? Mẫn chưa đủ tuổi mà dám lái xe, quýnh nó đi nội. Mày chết mày, đưa nó đi, đưa lẹ. Quýnh nó đi nội. Ba, ba ơi, nó thấy mô tô đó ba. Đi, quýnh nó đi ba. Được không? Đứng lại. Thả chân đi mà. Đứng lại, đứng lại. Mày hả? Dám bắt cóc cháu nội ta hả? Hả? Dám mày tự ý lý gì? Giờ bắt cóc cháu ta phải không? Dạ dạ ba, ba bình tĩnh đi ba. Chi không có ý bắt cu bo đâu. Tại vì Kim Chi muốn thăm cu bo trước khi đi Singapore thôi ba. Ba bình tĩnh, ba bình tĩnh đi ba. Bình tĩnh đi ba, cô cháu nội ba đây mà ba. Trời ơi, đây, đây. Cho cháu nội của ba đây. Đây. Bây giờ ba với anh đưa cô bo về em nha. Mày đứng lại đây. Lên cô bo mà ba. Có chuyện gì rồi sao cô bo nó rớt xuống một cây? Bình tĩnh đi. Em có chừng ra chưa? Đừng nóng, đừng nóng. Để đi về. Lên xe con chở về. Để đi. Xe hết xăng rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, đi. Con đẩy bà về. Thôi, 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 tôi đi bỏ được rồi. Trời ơi, mai là cháu tôi ngủ quá.